Thủ môn Durant Ibrahim của câu lạc bộ Davos Anh đã khiến người xem không khỏi bất ngờ khi có pha ghi bàn từ khoảng cách 70m. Cụ thể, từ một pha sút phạt bên phần sân nhà, cách khung thành đối phương khoảng 70m, thủ môn Ibrahim đã vẽ ra đường cong đưa bóng vào góc chết của khung thành. Dù thủ môn bên phía Huddersfield Town đã nỗ lực cản phá nhưng không thành công. Được biết, pha lập công của Ibrahim chưa phải là bàn thắng được ghi từ khoảng cách xa nhất. Trước đó, thủ môn Tim Howard của Everton đã có pha ghi bàn từ khoảng cách gần 100m trong trận trên sân nhà Goodison Park. Trước khi bắt đầu xem video, hãy nhấn subscribe và bật chuông thông báo để ủng hộ cho kênh của mình nhé. Chơi bóng không cần kỹ thuật hay, đôi chân khỏe mà còn cần một cái đầu sáng suốt, một đôi mắt nhìn xa. Những yếu tố này là cơ sở để tạo nên những pha bóng và hành động ấn tượng sau đây. Mohamed Salah vỡ òa cảm xúc khi chấm dứt chuỗi 8 trận thiệt ngoài với pha làm bàn quan trọng, giúp Liverpool lật ngược thế cờ trước Southampton. Nhưng cũng vì quá phấn khích mà anh đã biến hai đồng đội thành trò cười. Cầu thủ này đã thực hiện một đường chuyền như thể là chân anh được lập trình sẵn, tiếc là đồng đội không thể chuyển hóa nó thành bàn thắng. Trận Anh gặp Argentina tại World Cup 98 đã ghi nhận một trong những pha dàn xếp đá phạt đáng nhớ này, và người ghi bàn là Javier Zanetti sau màn đánh lừa cả đội Anh của hai đồng đội là Gabriel Batistuta và Juan Sebastian Verón. Và đấy là pha xử lý mà Cristiano Ronaldo đã khiến cho hậu vệ đối thủ tin tưởng rằng anh sẽ lao sang trái đón bóng. Tuy nhiên sau đó lại là một màn không ngờ tới được. Khi mà nhiều người cho rằng Messi sẽ truyền bóng cho số 7 Arda Turan thì anh đã làm một điều khó nghĩ tới. Đó là dùng ngực khống chế bóng và tiếp đó là màn kiến tạo không thể đẹp hơn được nữa. Sự sáng tạo trong bóng đá không bao giờ có giới hạn, đặc biệt ở trên chấm đá phạt cố định, nơi mà những cú lừa đáng nhớ thường xuyên diễn ra. Từ trước tới nay, lịch sử bóng đá đã chứng kiến rất nhiều những tình huống dàn xếp đá phạt cực kỳ độc đáo, hài hước và không kém phần đẹp mắt như thế này. Nhắc đến Iniesta là không thể không nhắc đến khả năng kiểm soát bóng như một nghệ sĩ đã trở thành thương hiệu của cầu thủ này. Tiền vệ người Tây Ban Nha có thể dễ dàng làm chủ trong không gian hẹp, tránh những pha truy cản của hậu vệ và điều khiển bóng theo ý muốn, đồng thời còn luôn mang đến cho đồng đội những đường chuyền sắc lẹm giống như là pha bóng kiến tạo cho Alexis. Nếu như Barca có Iniesta hay Xavi thì những năm trước kia MU cũng sở hữu một trong những chân sút và chân chuyền tốt nhất, đó là Nani, nổi bật là giai đoạn mùa 2010-2011. Vinicius đã ghi bàn trong trận siêu kinh điển này, nhưng gắn liền với bàn thắng đó phải kể đến công của Toni Kroos. Đó là khoảnh khắc của một chân chuyền siêu hạng. Anh không chỉ chuyền chính xác, nhìn thấy không gian mà còn nhìn trước được cả cơ hội ăn bàn và hướng dẫn cho đồng đội. Đẳng cấp là từ duy nhất để nói về cái chỉ tay này của Kroos. Bayern đã từng trình diễn một sức mạnh hủy diệt khi khuất phục Bremen trong một trận đấu với 6 bàn không gỡ. Và bàn thắng đầu tiên của Xabi Alonso khi gia nhập đội bóng là pha đá phạt trực tiếp thông minh này. Bàn mở tỷ số trong trận MU 1-2 Chelsea ở giải Ngoại hạng Anh năm 2010 là một pha xử lý thông minh của Joe Cole. Tiền vệ này đã đánh gót ghi bàn trong tư thế tựa lưng vào khung thành sau khi Florent Malouda sẽ toan hàng thủ của MU bằng một pha đột phá. Quả thực, những pha đánh gót như thế này là động tác mà các cầu thủ đối phương rất khó dự đoán được. Riêng sự khôn lõi này của Neymar thì trọng tài không hề chấp nhận. Messi từng có một tình huống qua người thông minh khi lợi dụng vị trọng tài chính để ngăn cản sự đeo bám của một cầu thủ Celta Vigo. Một số trận đấu cũng từng chứng kiến những bàn thắng rất hài hước. Và đó là khi mà một tiền đạo lẻn ra sau lưng thủ môn đối phương để cướp bóng rồi ghi bàn.
Robben đã có một pha xử lý rất linh hoạt khi lấy đồng đội Thomas Müller làm lá chắn để cản Gerard Piqué rồi dắt bóng vào gần cầu môn và dứt điểm vào lưới Barca. Thủ môn này đã chạy ra ngoài vòng cấm đỡ bóng và khi check va thì bóng chỉ trúng người nên trọng tài đã rút lại tấm thẻ đỏ. Và đây là một pha làm bàn thần tốc trong trận Atalanta thắng Roma 4-1 khi Luis Muriel ghi bàn sau khi vào sân chưa đến 1 phút. Trong trận đấu với Osasuna, Hazard gây sốt với pha giật gót chuyền bóng khó tin cho đồng đội của mình. Mùa giải 2009-2010, Liverpool đã có một trận thắng 2-0 trước MU mà người cần phải nhắc đến nhiều nhất chính là Benazul. Và chỉ cần một cái liếc mắt, một pha ra chân nhanh gọn của anh, Torres đã được tạo điều kiện tối đa để sút tung lưới thủ môn Van der Sar. Tiền vệ Brozovic của Inter Milan đã có một pha ngăn chặn đá phạt hàng rào không giống ai, nhưng cực kỳ hiệu quả và khiến cho Luis Suarez phải bất lực. Lại thêm một bàn đá phạt siêu dị trong một giải đấu ở Nhật Bản, nhưng các cầu thủ của câu lạc bộ Kyoto Sanga đã khiến khán giả mãn nhãn khi có vài dàn xếp đá phạt tài tình và hiệu quả như thế này. Arjen Robben từng thử lừa đá một quả phạt góc khó hiểu, nhưng cầu thủ Hà Lan không suôn sẻ lắm bởi vì Dani Alves đã đọc được ý đồ của đối phương và ngay lập tức xông đến giành được bóng. Còn đó là một pha bỏ bóng cực kỳ bất ngờ và đẹp mắt của Abraham tạo cơ hội để đồng đội ghi bàn cho Chelsea. Cristiano Ronaldo đã chớp thời cơ rất nhanh sau pha phối hợp thiếu ăn ý giữa trung vệ và thủ môn Inter Milan để tung cú đá nhẹ nhàng bằng chân trái đưa bóng vào khung thành đã bỏ trốn. Tình huống chúng ta đang chứng kiến là pha bóng sâu kim đối thủ của Ibe trong một trận đấu mà Liverpool giành chiến thắng tối thiểu trước Bournemouth. Tiếp tục là một pha dàn xếp đá phạt trí trá đáng nhớ khi trình diễn xuất của các cầu thủ đã hoàn toàn đánh lừa được hàng phòng ngự đối phương. Đó là bàn thắng có thể nói là dễ dàng và nhẹ nhàng nhất khi mà cả thủ môn lẫn hậu vệ đều cho rằng đối thủ sẽ truyền cho đồng đội của mình. Cú sút phạt nhanh từ giữa sân thành bàn của Josip Iličić trong trận thắng 7-0 của Atalanta trước Torino cũng là một pha bóng cực kỳ tinh quái. Sự ăn ý chính là thứ đem lại hiệu quả nhất trong cú sút phạt này. Chắc chắn không ai sẽ đi kèm một cầu thủ rời xa khung gỗ lúc đó. Cũng chính nắm bắt tâm lý đó mà họ đã ghi một bàn thắng hoàn toàn đáng nhớ. Đó là một tình huống mà trọng tài biên đã phất cờ việt vị khi các cầu thủ Sheffield United dừng lại. Nhưng tiền vệ của Newcastle tiếp tục chạy và ghi bàn. Kết quả sau đó và đã lật ngược tình huống và cho phép bàn thắng này được công nhận. Mục tiêu cốt lõi của việc phòng ngự cuối cùng vẫn là để làm sao có thể hạn chế tối đa cơ hội ghi bàn của đối phương. Một trong số những phương pháp phòng ngự thông dụng chính là sử dụng 7 việt vị chủ động. Và chúng ta đang chứng kiến là màn kích hoạt 7 việt vị của câu lạc bộ Kerala Blaster trong một trận đấu tại Super League của Ấn Độ. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày thật vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại nhé.